Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Mẹ bầu khi buồn đừng khóc bởi con sinh ra sẽ lĩnh hậu quả khôn lường. Khi mẹ mang thai, mẹ chớ nên buồn khóc bởi tâm trạng xấu có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi, thậm chí có thể gây dị tật. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng tâm lý của mẹ khi mang thai tác động rất lớn đến sự phát triển của trẻ. Khi tâm trạng của mẹ bầu không tốt, mẹ thường xuyên buồn và khóc sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Dưới đây là những tác hại của việc mẹ bầu thường xuyên buồn, khóc, ảnh hưởng đến thai nhi. Con có thể chậm phát triển. Thai kỳ là một trong những khoảng thời gian quan trọng và tạo nên bước ngoặt trong cuộc đời cho người phụ nữ. Các bác sĩ sản phụ cho rằng đó là thời kỳ thay đổi tâm lý tự nhiên nên thai phụ dễ xúc động, dễ nhạy cảm, thậm chí là khóc lóc. Tuy nhiên, những biến đổi tâm lý đó lại có ảnh hưởng không tốt đến thai nhi, đặc biệt khi thai nhi từ 7 tháng tuổi. Khi thai nhi được 7 tháng tuổi, đã hiểu và nghe được âm thanh bên ngoài của mẹ, nên khi mẹ bầu khóc lóc, buồn bã, thai nhi cũng bị ảnh hưởng. Nếu người mẹ luôn suy nghĩ, buồn tủi trong thời gian mang thai, có thể khiến thai nhi chậm phát triển. Khi sinh ra, trẻ sơ sinh dễ mắc các bệnh về tâm lý như tự kỷ, quấy khóc. Thai yếu và nhạy cân. Trong những tháng cuối, nếu mẹ thường xuyên khóc hay tâm trạng bất ổn, trầm cảm, sợ hãi, máu sẽ lưu thông kém, không đủ cung cấp oxy và dưỡng chất đến thai. Theo các nghiên cứu, trong trường hợp này, bé sinh ra thường nhẹ hơn cân khoảng 0,5 đến 1 cân so với tiêu chuẩn. Ngoài ra, bé cũng có thể bị kém thông minh, chậm phát triển. Mẹ bầu dễ bị sinh non. Trong thời kỳ mang bầu, mẹ gặp phải cú sốc tâm lý, đau khổ, khóc nhiều, dễ dẫn đến hiện tượng chảy máu, sinh non và bong nhau non. Ngoài ra, chứng trầm cảm khi mang bầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng sợ. Nhiều phụ nữ do tinh thần căng thẳng, cơ thể thay đổi đã khiến tâm lý bất ổn nên nghĩ quẩn và đi đến quyết định phá thai. Con có thể bị hở hàm ếch. Trong tháng thứ 2 của thai kỳ, vỏ miệng và hàm trên của thai nhi sẽ bắt đầu được hình thành. Trong giai đoạn này, việc mẹ khóc, lo lắng quá mức hay gia tăng cảm xúc đột ngột sẽ có thể gây ra biến chứng sứt môi, hở hàm ếch ở trẻ. Trẻ có thể bị tự kỷ. Một số nghiên cứu cho thấy nếu thai phụ hay ưu phiền, lo âu sẽ làm thay đổi hành vi, nhận thức và tính cách của trẻ khi chào đời. Do đó, nếu mẹ thường căng thẳng, con có thể gặp nguy cơ gặp các bệnh như tăng động, tự kỷ, chậm nói và giảm khả năng học tập. Những bà mẹ có đời sống tinh thần lý tưởng, thái độ lạc quan về sinh đẻ, thời kỳ có thai sống bình thản thoải mái, thì lúc sinh đẻ sẽ thuận lợi, đứa trẻ sẽ khỏe mạnh. Đây là điều thực tế mà nhiều mẹ gặp phải. Vì vậy, nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào cần được giải đáp, hãy đừng ngần ngại gửi comment xuống phía dưới, PMT Doctor sẽ tư vấn cho bạn.